Chào anh em, thì hôm nay đồ Nghệ tự chọn sẽ giới thiệu với anh em thêm một cái bộ sản phẩm của hãng sen về những cây vít cách điện dành cho dân chuyên nghiệp ha. Thì mình nói chuyên nghiệp vậy thôi nhưng mà anh em xài gia đình, mình muốn đồ an toàn cao mình vẫn có thể mua nó để sử dụng ha. Thì anh em thấy nè, đây là cái hộp phía bên ngoài và đây là cái hộp phía bên trong để đựng dụng cụ, nó này là bằng mũ, còn cái hộp giấy bên ngoài là để giới thiệu về sản phẩm thôi. Industrial có nghĩa là hàng công nghiệp nha anh em. Thì để chúng ta dành cho những cái người mà chuyên sử dụng tần suất nhiều thì sẽ xài hàng công nghiệp rất là tốt và bền ha. Mã sản phẩm là 38016. Giá của bộ này là 525 000 nha anh em, bộ vít cách điện 13 chi tiết anh em thấy nè, 13 chi tiết. Đây, toàn bộ là nó sẽ bọc nhựa hết, ở bên trong nó sẽ thế này ha, có một tay cầm. 13 chi tiết là gồm luôn cái tay cầm nha. Anh em thấy ha, rất là đẹp, cách điện 1000V. Đây. Chuẩn video và GS ha. Đây là những cái chỉ số đòi hỏi là để xuất khẩu châu Âu á, những cái hàng mà có cái những cái, cái cái chỉ số này mới xuất khẩu châu Âu được nha. Rồi, làm từ thép CRV. Đây là thân cây ha. Nó sẽ bọc nhựa từ đây đến đây, cao su nhựa để cách điện á và những cái đầu đen còn lại là 500 để hít ốc ha. Rồi, mình sẽ xem bên trong. Đây để mình để bên đây cho em thấy cái hộp ha. Rất là đẹp. Đó, rất là đẹp nha anh em. 13 chi tiết. 2 4 6 8, 10, 12 và cái cây tay cầm luôn là 13 ha Thì cái cây tay cầm này nó hay ở chỗ là cái lẫy để mà chúng ta mở ra vô á Rồi, cứng nha Ra vô rất là dễ Để mình lấy cây này ha Anh em thấy ha Ở đây nó có cái chữ Open nè Khi chúng ta rắn vô ha Anh em nghe thấy ha, nó như một cái lẫy để mà nghe một cái cọc á là dính rồi đó thì nó sẽ không rớt được nha còn khi nào chúng ta lấy ra chỉ cần anh em đẩy cái lẫy này về phía bên trái thôi đó nó búng lên rồi thấy không đó đó rất là dễ ha à, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem là cái này nó gồm những cái đầu gì ha đầu bông gì ở đây chúng ta có đầu trừ 1 2 3 ba cây đầu trừ à bốn cây đầu trừ hả anh em Ồ, oh, xin lỗi anh em nha cái camera nó hơi bị động rồi đây là cái cây đầu cộng bốn cạnh á. một hai cây nè bên đây hai cây nữa là bốn cây ha và ba cây đầu bông một hai ba ba cây đầu bông ha còn đây là cây vít thử điện nha anh em để mình xem thử coi ở những cái thân cây này nó có những cái chỉ số không ha đây kích thước ha 10 x 5,5 x 100 nha anh em để mình xem ngoài hộp coi coi nó dễ dễ đọc hơn không ha đây nè 4 cây trừ nè kích thước nè 1.2 x 6.5 x 100 mm cái chiều dài á 1 x 5.5 x 100 mm ha anh em 0.8 x 4 x 100 ml, 0.5 x 3 x 100 ml. Hai đầu cộng pH 2 và bh 1 ha, một cây là 80 ml và một cây là dài 100 ml. Đầu cộng này nó là BZ2. Nó sẽ khác về cái cạnh xíu nha anh em. BZ2 x 100 và BZ1 x 80 ml. Và đầu bông gồm có 3 cây. T20, T15 và T10. Chiều dài đều là 100 ml ha. Còn đây là cái bút thử điện ha, một cái bút thử điện, một tay cầm. Đó. Rất là đẹp nha anh em và sử dụng rất là dễ. Đây để mình sử dụng lần nữa cho anh em xem ha. Đó. Lấy ra chỉ cần gặt cái lẫy này thôi. Coi như công tắc ha. Đây nè, cái đầu này là đầu để mà chúng ta có cái phần đen là 500 để hết điện ha. Rồi, giá của bộ sản phẩm này là 525 nghìn nha anh em Mã sản phẩm là 38016 Hàng công nghiệp Industrial Cảm ơn em xem video nha